Okay, hello everybody, I'm Alan, I'm back again. Today I'm going to test about the fat law, fat from the beef soup. This is a bowl of fat that I scoop it out like when the soup is cold, okay? And I'm going to like melt it with microwave for so let the fat melt. Trying for 30 seconds. I have 3 minutes. See 30 seconds, see if it melt. It's bubbling. The second, see if the fat is melt. Oh, okay. So now it is melt. Okay, let me get a spoon. Yeah. So this is fat from the beef soup. Okay, and tiếng Việt mình kêu bằng là hành trần nước béo á. Okay, this is the nước béo nha phần cái phở soup. Okay, thì mình sẽ bỏ vô 2 cái ly. Sẽ vậy ha. Bỏ vô 2 cái ly, coi cái nước 11.5 này của mình á, coi nó có tan được cái mỡ béo này không nha. Ở đây là 2 ly ha, 2 ly mỡ. Ok. Thì cái đây là một nước Aquafina và cái nước này là nước 11.5. Ok. Thế coi coi cái Aquafina này á coi coi nó tan được không ha. Ok. Thì mình cũng thấy á thì cái lớp mỡ thì nó cũng nằm nổi trên nước ha, mặt nước ha. Đây là cũng là một cái là bình thường nó như vậy thôi. À, thì giờ mình thử cái 11.5. Thử cái 11.5 coi ha. Đây là 11.5 ha, lấy từ cái máy K8 ra. Tan không? Mình thấy thì nó tan là như sữa luôn vậy đó. Mình chị thấy không? Ha, nó sẽ tan như sữa vậy. Thực ra là 11.5 này của mình sẽ tan được cái mỡ bò hay mỡ heo gì cũng được anh. Mình chỉ thấy 2 ly không, nó khác nhau hết ha. Chấm năm này đó là rất là tốt để mình lau những cái bếp, những cái chỗ mà mình chiên dầu mỡ nhiều á mà nó văng á thì mình lau nó rất là sạch, để mình thay thế những cái chai mà chemical giống như Fonai, Windex rồi họ mua về họ lau những cái bếp để cho nó sạch. Nhưng mà mình ở đây mình từ cái máy mình lấy cái 11.5 nó là không no chemical nha, thành ra mình lau chùi rất là tốt và nó cũng không có nó không có cái mùi hôi nữa đó. Đây rất là nhiều người họ cái mùi của những chemical nó rất là hôi nha, thành ra nhà mình xài 11.5 này là không mùi mà nó rất là natural luôn. Đó là thử nghiệm là cái dầu 11.5 có thể là lau được thì nó phá được những cái dầu mỡ mà nó văng trong bếp á, hay là những cái chỗ nào mà anh chị nấu ăn nhiều anh chị lấy nó lau chùi rất là tốt ha. Đó là một cái thử nghiệm của ngày hôm nay của anh mình nha. Đó là dầu mỡ hay là những cái thịt từ của thịt á. Ok rồi, thank you anh chị.